Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn hồi ký đường vào Phnom Penh của tác giả Bùi Cát Vũ. Phần cuối Một ngày mới bắt đầu Ngày 8 tháng 1 năm 1979 Con gà cổ đâu đây đập cánh cất tiếng gáy rõng rạc. Rồi con thứ hai, thứ ba từ chỗ khác hưởng ứng, có tiếng gáy thanh thanh mỏng mạnh như chú gà te. Tôi chở mình, định thần một chập mới nhớ là mình đang nằm giữa Phnom Penh. Thì ra trong thành phố diệt trùng, Pol Pot vẫn không dập tắt được tiếng gà. Tiếng gáy vang vang chùa tháp tự ngàn xưa vẫn còn đấy. Ngoài đường sương xuống nhiều, hơi lạnh, trời tối đen để rồi lại sáng hẳn. Từ phía sau phòng khách hoàng gia có mấy anh em chiến sĩ bảo vệ thức sớm uống trà nói chuyện tự bao giờ. Hay là suốt đêm qua họ không ngủ? những âm thanh lúc dạng đông bao giờ cũng khỏe khoắn tươi tỉnh. Năm ngoái, ngày này mình ở đâu nhỉ? Mình về Mộc Bài, Phước Lưu, Phước Trị, Bến Sỏi, Bến Cầu. Năm ngoái đúng ngày này bà con Campuchia kéo sang lánh nạn đặc đường đặc xá, vất vả thật. Mới một năm mà tưởng đâu là lâu lắm rồi vậy. Căng thẳng quá thành ra thời gian dài ra, chứ tính lại chỉ hơn một năm mà đánh thắng một cuộc chiến tranh, kể ra cũng nhanh đấy chứ. Mặt trời ửng hồng sau dặn cây bên kia bờ sông Mê Công. Từ trong sở chỉ huy binh đoàn ra đến thành phố bỗng tưng bừng náo nước hẳn lên. Mọi loại máy thu thanh đều mở hết cỡ. Đài phát thanh SPK truyền đi một tin quan trọng. Hội đồng Nhân dân cách mạng của nước Cộng hòa Nhân dân cách mạng Campuchia ra đời đảm nhiệm sứ mạng lịch sử của cách mạng Campuchia. Từ khắp nơi các loại súng máy, tiểu liên nổ gian. Bắt đầu từ hướng đài độc lập đến Phnom rồi truyền lan trên đại lộ Moni Ong, Norodom, đường bờ sông. Trên các lầu cao bay lên tua tủa tín hiệu xanh, đỏ, trắng, vàng. Biết là anh em đang bắn chào mừng, bắn lung tung như vậy là sai, nhưng cũng không nỡ trách nhất là đối với anh chị em chiến sĩ quân đội nhân dân cách mạng Campuchia. Vào lúc đúng 7 giờ sáng, tại phòng khiêu vũ nhà khách Hoàng gia, khai mạc một cuộc họp liên tịch mở rộng. Đồng chí Khang Sa, riêng chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng thành phố Phnom Penh kiêm tư lệnh binh đoàn một quân đội nhân dân cách mạng Campuchia và đồng chí Hoàng Cẩm tư lệnh binh đoàn 4. Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì cuộc họp. Hội nghị đánh giá lại toàn bộ tình hình, để ra chủ trương và biện pháp về các vấn đề. Tiếp tục truy quét gọi hàng tàn binh Pol Pot, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Chuẩn bị mọi mặt để giúp Ủy ban Trung ương mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước và Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia về thủ đô làm lễ chiến thắng. Chuẩn bị cứu tế cho dân, khôi phục điện, nước, nhà thương, làm vệ sinh tẩy uế thành phố. Hội nghị bàn binh đoàn bốn rút ra ngoài mở rộng phạm vi an toàn cho thành phố đến U Đông, Công Tông SPU, Tắc và phía đông sông giáp danh Công bông Tràm, Pơ Dây Ven. Còn binh đoàn một bạn làm nhiệm vụ quân quản thành phố Phnom Penh. Tôi cùng với một bộ phận cơ quan, ở lại bên cạnh đồng chí Khang Sarin, làm chuyên gia quân quản và duy trì quan hệ hiệp đồng chặt chẽ giữa hai binh đoàn. Anh Khang, Sa quyết định rời cơ quan chỉ huy về đại sứ quán Trung Quốc cũ mới đến đại sứ quán trung quốc cảm giác đầu tiên là trông nó giống sứ quán mỹ ở sài gòn chu vi còn rộng hơn nhiều ở đây có máy điện máy nước riêng đến nơi là anh em phát động được ngay bên trong các buồng họp phòng làm việc phòng tiếp khách phòng dạ hội đều trang hoàng những đồ vật quý giá và đặc sắc nhất của trung quốc những bức tranh theo thượng hải những bức tranh bằng xà cừ đồi mồi ngọc thạch ngà voi những đệm sa lông bọc gấm giang châu, những thảm dạ, những màn nhung, những hàng sứ giang tây, rượu mau đài, thuốc lá trung hoa bài. Trên thảm cỏ dưới gốc cây tùng, đống cho tàn của tài liệu bị đốt vội bay tứ tung như vàng mã. Trên bàn trong nhà ở, còn lại những điếu thuốc hút dở, những lọ xí mụi, ô mai chưa đậy nắp. Những quyển lịch bản, lịch tường dở đến tờ ngày 5 tháng 1 năm 1979. Trên bộ sa lông nhung xanh biết có thêu rồng và phượng, lần đầu tiên tôi có dịp tiếp xúc với anh Khang Sarin. Anh 43 tuổi, dáng người cao lớn trong bộ quân phục ga bắc đin ngắn tay. Tôi hỏi thứ anh trong gia đình và đề nghị gọi anh bằng tiếng Việt Nam là anh ba Khang vừa dễ gọi vừa bảo đảm bí mật. Tin nhau như những người đồng chí quen biết từ lâu, anh hỏi tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ của nông dân miệt tà keo, Campos. Anh có biết anh hai sĩ không? phải anh sĩ cao không? Phải, người cao, nước da trắng. Hồi năm 1953 tôi đi bộ đội thuộc tiểu đoàn 40 SSAR-AK tôi quen biết anh hai sĩ chỉ huy tiểu đoàn quân tình nguyện ở Campos. Với một nụ cười hiền lành anh tiếp. Hồi đó chỉ huy toàn là bầu da, nên gan lì lắm, hơn bây giờ. Rồi như nhớ đến công việc, anh nói. Anh ba à, công việc mới quá, lớn quá, mà công việc này chúng tôi chưa quen làm. Địch thì còn đông và thâm hiểm lắm. Tôi nói, Xin anh cứ an tâm, chúng tôi coi công việc ở đây như chính là việc của bản thân mình vậy. Tôi hỏi anh biết Phnom Penh nhiều không? Anh cười bảo là hồi nhỏ nhà nghèo, ở tận công tông trạch, Campos nên không thể nào đến Phnom Penh được. Lớn lên làm cách mạng thì chuyên môn ở rừng, nhắc đến tình cảnh khổ cực của nhân dân Campuchia dưới chế độ Pol Pot, Yung Sari, anh rưng rưng nước mắt. Năm 1972 khi thấy rõ bộ mặt phản bội của Pol Pot Yung Sa tả Tà Mốc, tôi ly khai rút vào bí mật xây dựng lực lượng cách mạng chân chính chống lại chúng. Mình đã biết rõ bộ mặt khát máu của nó rồi, nhưng khi vào Phnom Penh thật là ngoài tưởng tượng anh à. Rồi anh nhắc đến các cán bộ quen thuộc trong kháng chiến chống Mỹ như Sóc Khâm, Keo sơ vây, Khem, sóc khen là những đồng chí chỉ huy quân sự tỉnh Campuchia. Anh bảo những cán bộ trung thành với nhân dân, có đạo đức cách mạng đều bị nó giết hết. Phải chi giờ này các anh còn sống để thấy ngày thắng lợi của nhân dân Campuchia và chung lưng nhau đi vận động nhân dân tận diệt bọn Pol Pot, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại đất nước. Bây giờ thì cán bộ cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ sao anh lại tiếp? tuy vậy nhưng tôi vững tin ở nhân dân tôi rất cách mạng cán bộ chúng tôi rất kiên cường rồi anh hỏi tôi anh ba biết đồng chí xoay keo không tôi chưa kịp đáp thì anh nói tiếp đồng chí xoay keo tổng tham mưu trưởng của chúng tôi là một đồng chí rất kiên quyết đồng chí lãnh đạo một bộ phận ly khai ở vùng đông bắc chắp hai bàn tay lên bộ đùi rất khỏe anh nói tiếp còn các đồng chí sái bút hồn và tia panh nữa từ năm 1977 khi đã thấy rõ tập đoàn Pol Pot Yên, di phản bội cách mạng, làm tay sai cho bọn bành trướng Bắc Kinh ám hại đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy Cô Công. Các anh đã lãnh đạo một bộ phận quân đội và nhân dân vào trong vùng rừng núi Cô Công, chống lại Pol Pot. Nghe anh Khang Sarin kể, tôi lại nghĩ đến đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí đã thay mặt Trung ương truyền đến cho chúng tôi niềm tin sắt đá và tiền đổ cách mạng Campuchia trong lúc tình hình đêm đen chưa thấy một ánh sao. Thực ra bầu trời có bao giờ thiếu sao, những vì sao lúc bấy giờ đang ẩn trong mây xám trên khắp bầu trời Campuchia. Nhìn gương mặt đầy đặn màu đường thốt nốt với đôi mắt hiền lành, núm mũi to và bẹt của anh Khang Sarin, tôi liên tưởng đến một thạch xanh dũng cảm, bộc trực. Bọn Lý Thông Bắc Kinh và chẳng tinh tôn Pot toan hãm hại người ngay đã bị gục ngã. Xin đừng bao giờ để cho đàn tiên phải gậy lại câu, đàn kêu tích tịch tình tang. Ai đem công chúa lên hang mà về? Ngoài đường phố các tiểu đoàn bạn đang điều chỉnh bố trí. Ở đâu cũng có quân đội nhân dân cách mạng Campuchia đeo băng đỏ canh gác. Trước cổng các lâu đài lớn đã phơi phới cờ đỏ năm tháp vàng. Trên tất cả các công viên vang vang giọng nói trong trẻo của các nữ đội viên công tác, hình như có tiếng của xà vây qua loa phóng thanh. Nghe đây, nghe đây hỡi binh sĩ và nhân viên ngụy quyền Pol Pot, Yeng Sari. Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia đã hoàn toàn giải phóng làm chủ nông Penh và toàn nước Campuchia. Các bạn hãy ra trình diện nộp vũ khí, sẽ được khoan hồng. Ai ngoan cố chống cự, trốn tránh, phá hoại, cướp của, sẽ bị nghiêm trị. Nghe đây, nghe đây. Các thiên thần Garuda đang ưỡn ngực đỡ mái lâu đài, nhưng rắn thần naga ngành cổ phồng mang xoắn chặt nhau chụm đuôi đỡ tỏa sen các tiên nữ apsara đang say sưa nhảy múa trên các cổng đền tất cả tất cả đều như bước xuống đường trong ngày sống lại của nông Penh, của Angko, cô mê công biển hồ tô lê sáp của núi uran núi các đa môn anh khang sarin cho tôi biết đại sứ quán lào còn ở lại anh nắm tay tôi ra xe đi thăm đồng chí đại sứ lào bắt đầu công việc ngày thứ nhất xe chúng tôi vừa đổ lại thì đồng chí đại sứ lào từ trong nhà chạy ra ôm hôn chúng tôi đồng chí nói tiếng việt khá thạo tôi giới thiệu anh khang sarin và tự giới thiệu vào gian phòng khách giữa tòa đại sứ trông thấy ảnh đồng chí kayson phom vi hàn và đồng chí suphanu vông treo trên tường giữa đồng chí đại sứ mời chúng tôi uống nước dừa và thuốc lá viêng chăn đồng chí bảo là dừa đó của tiểu đoàn 6 quân đội Campuchia hái cho. Chớ mấy hôm nay không được ra khỏi nhà nên không còn gì để ăn uống cả. Đồng chí đại sứ Khăm Phan Vi Gia Chít đã 66 tuổi, tóc bạc trắng, nước da nâu, gương mặt tròn, trông rất đôn hậu. Đồng chí ngồi giữa, anh Khang Sa Jin và tôi ngồi hai bên. Cùng với tùy viên Văn Khâm Ca OP keo nhân viên Sa Vẻng, Đun Tiêng, Đấy là toàn thể thành viên trong đại sứ quán Lào. Anh Khang, Sarin ngỏ lời xin lỗi đại sứ Lào vì không biết các đồng chí ở lại Phnom Penh nên không kịp thời bảo vệ chu đáo. Đồng chí đại sứ mỉm cười hiền tử. Tốt lắm rồi, chúng tôi ở lại chiến đấu với các đồng chí mà. Có các đồng chí tiểu đoàn 6 bảo vệ ngừng một chốc, nén xúc động, đồng chí tiếp. Anh em bảo tiểu đoàn 6 là tiểu đoàn mồ côi, bị Pol Pot giết hết cha mẹ rồi, nên gặp tôi, họ nhớ cha, nhớ ông, họ khóc. Qua lời kể của Văn Khâm Ca p Keo và các đồng chí khác bổ sung, chúng tôi được biết, theo quy định của chính quyền Pol Pot, đại sứ Lào không được đi khỏi sứ quán quá 300 mét. Cần mua gì, ăn gì thì ra can tín đầu đường đặt hàng ngày trước, ngày sau lấy, trả bằng đô la rất đắt. Đại sứ Lào không biết đại sứ quán Trung Quốc ở đâu, nhưng đêm đêm nghe nhạc phim in ỏi hướng Tây Nam nên đoán ở đó là Sứ quán Trung Quốc. Hàng ngày, nhất là buổi chiều thấy người Trung Quốc đi tấp nập trên đại lộ Moni Vong và Sisovat. Sứ quán Lào có mua một chiếc mở -E 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 nhưng người lái là của Pol Pot giữ chìa khóa xe. Mỗi năm vài lần nó đến lái xe đưa đại sứ Lào đến khách sạn Hoàng gia hoặc Điện châm Ca Môn để dự lễ của nó. Sứ quán Lào thật sự bị giam lòng. Năm ngày qua, xe nó chở người chạy rất nhiều lên phía Bắc. Sứ quán Lào thì bị bọn lính áo đen gác rất nghiêm ngặt, không cho ra khỏi nhà. Đêm ngày 4 tháng một nhân viên sứ quán không ngủ được, kéo nhau lên sân thượng hóng mát, vào khoảng một giờ đêm trông thấy nó đưa các sứ quán khác ở bên cạnh đi. Sáng ngày 5 tháng 1, nhìn sang sứ quán Miến Điện và Nam Tư bên kia đường thấy vắng vẻ, anh em sinh nghi, Sáng hôm qua ngày 7 tháng một bọn lính áo đen trẻ con 13 đến 14 tuổi đến thay phiên gác cho bọn cũ. Chúng nó cầm súng lăm lăm, sợ nó bắn bậy bạ, không ai dám ra cửa sổ. Đến 10 giờ thì nghe tiếng xe tăng, tiếng cả nông nổ ở phía cầu Ni Vông. Mấy đứa nhỏ đó bắn ặc, B40 vào nhà sứ quán, rồi chạy mất. Sau một chặp thấy hai người lính trẻ vào sứ quán miến điện, đồng chí đại sứ Lào đoán là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đồng chí gọi bằng tiếng Việt Nam mời sang uống nước. Họ lắc đầu. Sau đó độ nửa giờ thì có một đại đội của tiểu đoàn 6 quân đội cách mạng Campuchia đến. Đồng chí đại sứ Lào hay dùng tiếng rồi kéo dài nghe rất hiền lành, rất dễ mến. Đồng chí bảo. Tốt quá rồi. Như vậy là ba anh em ta gặp nhau đây rồi. Tốt quá rồi. Ôm hôn tử giã đồng chí đại sứ Lào chúng tôi ra đường đi bách bộ để khảo sát địa hình luôn thể. Câu nói sau cùng của đồng chí đại sứ Lào còn ngân vang mãi bên tai tôi. Không hiểu lúc ấy tôi đã suy nghĩ những gì. Hình như tôi suy nghĩ về dòng sông Mê Công nối liền ba nước anh em như một khúc ruột. Hình như tôi thấy lại những nụ cười đầu tiên của người dân Campuchia hiền hòa giữa những hàng cây bị đốn cụt dưới bầu trời ảm đạm nặng mùi chết chóc. Hay là tôi nhớ đến hình ảnh những người mẹ nâng con lên khỏi đầu và những tiếng sóc xà bai. Samaki quyện theo chúng tôi. Mỗi một bước đi trên đất nước bạn, chúng tôi càng khẳng định tính chất chính nghĩa của công việc mình làm. Đến đây tôi lại nhớ lời quyết tâm của chiến sĩ binh đoàn trước ngày khởi đầu chiến dịch phản công chiếc lược ngày 23 tháng 12 năm 1978. Nếu phải đổi lấy việc ta làm hôm nay bằng 10 kiếp sống, thì chúng tôi cũng xin sẵn sàng. Bầu trời Phnom Penh giữa trưa ngày đầu xuân lồng lộng một màu vàng rực rỡ tiếng đại bác rền rền ở hướng bắc và hướng tây làm rung động mặt nước hồ sen trong kinh thành. Anh Khang, Sarin nói với chúng tôi. Bọn Pol, Pot chạy về hướng tây, hướng bắc, các dãy núi rừng các đam môn, bài linh, cao mê lai, sàm Dông, Pra vị hía thật là hiểm trở, mà bên kia là đất Thái Lan. Cuộc chiến đấu của chúng ta còn tiếp diễn gay gò quyết liệt. Khó khăn nhiều, nhưng nhát định chúng ta sẽ thắng. Tôi rất đồng ý với anh Khang Sarin, nhưng tôi không nói thêm, trong lòng tôi còn ngân vang lời nói của đồng chí đại sứ Lào. Tốt quá rồi, như vậy là ba anh em ta đã gặp nhau đây rồi. Hết hồi ký đường vào phờ nôm penh của đại tá Bùi Cát Vũ. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.